Vị vẫn còn hai nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch chở 39 người trên vùng biển cửa đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh việc tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm, chiều nay các cơ quan chức năng đã trục vớt và đưa xác con tàu du lịch này vào bờ để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng này. Sau khi trục vớt và lai dắt vào bờ, bước đầu xác định tàu du lịch QNA 1152 bị vỡ mạn tàu bên trái, nước tràn vào tàu. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên bước đầu xác định tàu chở 39 người là vượt một người so với quy định về chủng loại tàu du lịch này. Ngoài ra trong hôm nay các lực lượng điều tra cũng bắt đầu tiến hành làm việc với thuyền trưởng và các nhân chứng để xác định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này. Hiện nay các lực lượng tìm kiếm tiếp tục triển khai và huy động 37 phương tiện tàu thuyền của nhiều lực lượng với hơn 300 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại. Trong ngày hôm nay 15 nạn nhân tử vong cũng đã được hỗ trợ hậu sự, trong đó 7 nạn nhân được hỏa táng và 8 nạn nhân được đưa về gia đình theo nguyện vọng. Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, các lái tàu và cơ quan chức năng thành phố Hội An có chung nhận định là loại tàu đang khai thác chở khách ra vào Cù Lao Chàm là loại tàu đóng kín rất khó cứu nạn khi gặp sự cố. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết là hiện Hội An có khoảng 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 120 cano du lịch loại mới này theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải. Và ông Sơn nhìn nhận thiết kế tàu đóng kín có thể chống được tạt nước, thế nhưng khi gặp sự cố cứu hộ rất khó khăn. Đây là một thực tế mà Hội An và các doanh nghiệp du lịch sẽ kiến nghị để có giải pháp thay đổi, như là có giải pháp thiết kế an toàn, cửa kính có thể bung ra khi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hành khách về lâu dài. Và cũng sau vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, thống kê đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa, bao gồm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, ngang sông, dọc sông, du lịch, lễ hội, lưu trú, nghỉ đêm. Nội dung rà soát liên quan đến điều kiện hoạt động của cảng bến thủy nội địa có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên, điều kiện kinh doanh vận tải, phương án cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa. Riêng đối với các tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan, đặc biệt là ở những nơi có nhiều lực lượng cùng có chức năng xử lý vi phạm nhưng không xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động vận tải hành khách. Thông qua công tác rà soát, làm rõ những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa, nhất là việc thiết kế phương tiện gây khó khăn cho việc thoát nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn. Phân tích đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy và đề xuất các giải pháp khắc phục. Hai cựu chủ tịch, một cựu phó chủ tịch và ba cựu giám đốc sở cùng một chi cục trưởng ở tỉnh Khánh Hòa bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can cùng về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai trong quá trình chỉ đạo cho triển khai hai dự án sinh thái Tâm Linh, Cửu Long, Sơn Tự và biệt thự Sông Núi ở Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ 2012 đến 2015 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư. 7 bị can gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh là hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đào Công Thiện, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái cùng là cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Lê Văn Rẽ, cựu giám đốc Sở Xây dựng và Trần Văn Hùng là cựu chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Dự án sinh thái Tâm Linh Cửu Long Sơn Tự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho triển khai trên diện tích hơn 513 ha trên núi Chín Khúc. Cơ quan tố tụng xác định diện tích đất của dự án này theo quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất, đất đồi núi chưa sử dụng. Nhưng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành liên quan cho phép một phần thành đất thương mại, đất ở lâu dài là trái quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng sao kê các giao dịch liên quan đến tài khoản của giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức tín dụng tạm dừng ngay việc giao dịch rút tiền, chuyển tiền, phát sinh nợ đối với tài khoản của ông Trịnh Quang Trí. Cơ quan công an cũng yêu cầu cung cấp sao kê các giao dịch của ông Trí phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến nay để cơ quan điều tra có cơ sở ra lệnh phong tỏa đối với tài khoản của giám đốc CDC Đắk Lắk. Việc này là để xác minh điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra năm 2021 tại CDC Đắk Lắk liên quan đến mua sắm kit test của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Công an thành phố Vũng Tàu vừa bắt đối tượng chém bé gái trong hẻm tối vào ngày 24 tháng 2. Đối tượng là Phạm Thanh Long, 23 tuổi, bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, Long không có việc làm, nghiện game online. Vào tối 24 tháng 2, đối tượng chạy xe máy áp sát nhóm trẻ đang chơi trong hẻm đường Ngô Đức Kế,
vung dao chém vào đầu bé gái 15 tuổi rồi bỏ đi. Nạn nhân chảy máu đầm đìa, được gia đình đưa đi cấp cứu với vết thương dài 12cm giữa trán. Cảnh sát trích xuất hàng loạt camera, xác định trước đó vài phút Long tấn công hụt hai người khác ở các con hẻm xung quanh khu vực. Sau 48 giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt được Phạm Thanh Long tại nhà ở đường Ngô Đức Kế, thành phố Vũng Tàu. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều dao kéo và xe máy mà đối tượng này sử dụng để gây án. Làm việc với cảnh sát, Long thừa nhận hành vi và cho biết có mâu thuẫn với hàng xóm nhưng không gặp họ để giải quyết mà chạy xe lòng vòng chém người đi đường để giải tỏa bức xúc. Bà Rịa Vũng Tàu đang ở cao điểm mùa nắng nóng, thời tiết khô hanh nên hiểm họa cháy nổ luôn thường trực. Để chủ động trong việc phòng ngừa cháy nổ, lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp như là tuyên truyền, kiểm tra, giám sát an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như cơ sở sang chiết khí hóa ga này, lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tăng cường tuần tra canh gác, luôn sẵn sàng về lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý ngay hiệu quả các sự cố về cháy nổ. Toàn bộ nhân viên của bên em thì đều được tập huấn hết. Thì như anh cũng thấy đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy này kia thì theo đoàn kiểm tra thì vẫn là đảm bảo. Nhưng mà thì tất nhiên là có nhiều cái thì nó cũng không được 100%, thì những cái đó thì bên em sẽ, những cái gì thiếu sót thì sẽ khắc phục. Thời gian gần đây, phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu được kiểm soát tốt. Thế nhưng đây lại là nơi tập trung đông người. Không phải ai cũng có ý thức lẫn kiến thức phòng ngừa cháy nổ, nên nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ vẫn thường trực. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, lực lượng chức năng công an tỉnh đã chủ động triển khai tập huấn an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho các cư dân ở những chung cư, nhà cao tầng. Giúp cho mọi người ở chung cư là biết được kỹ năng, tức là khi sử dụng bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy bằng nước, và khi có thể mình thoát hiểm để được an toàn trong khi có sự cố cháy xảy ra. Qua cái buổi tuyên truyền của bên phòng cháy chữa cháy thì giúp cho bà con cá nhân mình cũng như là bà con của chung cư tức là hiểu hơn về các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà xảy ra cháy nổ để mà biết cách phòng tránh. Theo thống kê của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong cao điểm mùa nắng nóng từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy, không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính trên 9,2 tỷ đồng. Thực hiện theo cái chỉ đạo của bà giám đốc thì chúng tôi làm các cái công văn rồi làm các cái bài hướng dẫn tuyên truyền cách an toàn phòng cháy cháy chống cho cái mùa dịch này, đặc biệt là trong cái cuối cái mùa khô hanh khô này là thường là xảy ra cháy rất nhiều. Về cái phương pháp biện pháp cũng như khắc phục toàn bộ những cái tồn tại mà các cái lần kiểm tra trước chúng tôi đã kiến nghị để làm sao là khi là xảy ra cháy thì chúng ta phải dập ngay được cháy ban đầu tiên, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn trong cao điểm mùa hanh khô, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh khuyến cáo các hộ tiểu thương thường xuyên kiểm tra sử dụng an toàn hệ thống thiết bị điện, quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt, hạn chế tối đa cháy nổ xảy ra.